Ngoài hát em có thích gì nữa không? Dạ diễn viên ạ. Thích làm diễn viên. Bây giờ diễn liền luôn. Em diễn một người bạn gái của anh Nghĩa mà bị Nghĩa phụ bạc. Bây giờ tới nói ba chữ là anh em... đi đi. À anh đi đi. Bi bi kịch nha Nghĩa, chính kịch nha. Vô. Cho miếng miếng nhát nhạc buồn coi. Anh Nghĩa. Tại sao vậy? Chết sao anh lại đường dối em? Anh có làm gì đâu mà em nói là anh vừa lừa dối em. Không lừa dối đó em à. Tát nữa. Anh đi với ai đâu? À, em thấy anh đi khách sạn với một gái khác mà anh bảo là không lừa dối em. Cô gái đó là ai? Anh chắc em nhìn lầm anh với ai đó. Anh này mất kiến này sao mà nhầm được. Người khác cũng có đem mất kiến vậy, đâu phải đi một mình anh đâu. Nhưng mà khuôn mặt của anh em nhìn rất là rõ. Chắc có một ai đó giải phẫu giống anh đó. Ba vô. Anh cứ tiếp tục lừa dối em đi. Ba vô. Không, anh không lừa dối em mà, anh thương em mà. Không, em muốn dừng lại. Ai đây? Con gái ơi. Con gái ơi. Ba nè. Ba. Ba đây. Con gái ơi, con đừng nói con quen nó nghe. Bác ơi. Chính là anh lừa dối con. Hôm qua ba thấy nó vô khách sạn với Ngô Kiến Huy đó. Không. Sao con đứng ở đây một mình vậy con? Ai đây? Má. Hả? Má, má. Má ơi, con quan ức quá má ơi. Con... Trà đá nơi, trà đá nơi. Đi vô đài, đài. Trà đá. Phát hiện gặp lại người yêu cũ là ba của bé này. Ô kìa. Trời ơi kìa. Anh Thành. Anh Thành. Em là... Ai vậy bà nội? Em đây. Thành Chi đây. Hả? Tình cờ gặp lại nhau dường như lâu lắm mới quen nhau. Trời ơi, tôi xin khẳng định sự xuất hiện của Khổng Quỳnh làm lu mờ tất cả. Tôi đang bế tắc, tôi đang chờ con gái tôi giải quyết. Mẹ của Đại Nghĩa đâm sầm tôi đây. Con gái, con không cần quan tâm đến người đàn bà điên này. Bây giờ, con hãy nói cho ba nghe, bây giờ con sẽ giải quyết như thế nào. Đi đâu? Chở ba đi đi, chở đi thật xa đi. Vở kịch tiếp diễn. Hồi hôm qua, bà thấy nó vô khách sạn với thằng Huy đó. Không, hoàng cho con lắm bác ơi, đó không phải là con yêu của mình Châu thôi. Con thấy sao? Không, con không tin anh nữa. Con đứng đây, con đừng đứng sau lưng ba không thấy con đâu. Thì anh không phải là anh nữa. Anh không phải là anh nữa hả? Vậy nó là cái gì con? Anh yêu anh Huy rồi. Sao con biết? Ba nó mới nói hôm qua, ba thấy anh. Ủa, ba nói là cụ tin liền hả? Ừ. Má, má con kìa, má áo trắng ra đây bà xã. Bà ơi bà. Con nhìn cái xe ôm này hình thánh quá. Nghe má nói gì vậy bà? Nó có bầu rồi. Mày trời có bầu với ai? Con không có. Mày có? Mày con có không? Hồi hôm qua ba thấy mày có cái que hai vạch. Không phải, nó là của ai đâu phải con? Không lẽ tao 77 tuổi tao có? Cái gì? Không có. Có? Không có. Sao con nhỏ mày con tao mà bị lì vậy? Tao nói mày có là mày phải không có. Không phải mà. Mày không có làm sao câu chuyện tiếp tục được. Con nói có đi cho mẹ con vui lòng. Ừ có. Nên Ma sĩ. Em có phạm nhân. Nên lên xe kìa. Nên chở đi nữa kìa. Đi em. Đi về hết đi thằng xe ôm mày tiếng thì sao đi nha. Đi nha. Kính thưa quý vị, vở kịch đang hay thì có một cặp là phá rối tất cả. Vở kịch xin khép lại đây. Mời các bạn rã đoàn. Rã đoàn. Bỏ trả vé khán giả. Em Mai xin phép cho hai đội chơi và hai vị khách mời cùng anh Đại Nghĩa cùng tất cả quý vị khán giả. Rồi đây. Ôi, gừng quá. Em tên là Quỳnh Thi. Công việc hiện tại của em đang là người mẫu và diễn viên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Vậy là trong kiếp là đúng luôn á. Công việc của bạn là người mẫu ảnh luôn. Hèn chi đẹp quá. Thôi vậy cưng đi làm người mẫu luôn đi. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn em ước em được làm ca sĩ. Thì hôm nay em làm một lần duy nhất thôi nhé. Thì đó, ước mơ của anh em đã trở thành hiện thực. Em vui không? Giờ em muốn hát bài nữa hả? Chị lo lắng quá. Thật sự là em cũng lúc đầu á là em muốn ước được vô song ca, một là với anh Đăng Trường hoặc là hai với chị Hồng Ngọc. Nhưng mà cái ước mơ của em bị phá vỡ. Em có những ước mơ mình nên một lần thôi. Ước quá trời. Tôi nói thiệt là thật ra thế này nè. Cuộc đời chúng ta ai sống cũng phải có ước mơ. Đúng vậy. Điền Quân đừng nên dục tắt ước mơ của bé anh Đăng Trường. Hãy lên hát một đoạn với em đó đi. Mời anh. Bây giờ nè, anh hỏi em nè, em có thuộc bài Ảo Mộng Tình Yêu không? Khoan, bây giờ vậy nè, từ trước chương trình tới giờ Sông Cha đang Trường Cẩm Ly đó, em thuộc bài Ảo Mộng Tình Yêu không? Nghe này vậy nè, từ trước đến giờ chương trình chưa có cái mục này. Là một thí sinh bị loại nhưng được hát song ca với hai thần tượng. Em hát một lời với anh Đăng Trường, một lời với chị Hồng Ngọc. Coi coi cái nào em hát hay hơn. Nha. Một lời sẽ hát với anh Đăng Trường hết đó. Thôi chị Hồng Ngọc lên hát cái bài của chị một lời luôn. Coi cái nào hát hay hơn. Chơi. Cái này sẽ gọi là một kiếm đâm hai người đó. Đúng. Trời ơi, muốn xèo. Thương em vô cùng quá sao, tại sao? Cái này nó gọi là trong chị đấu võ. Ước mơ của bé, chị phải đá chấp cánh ước mơ của người ta. Cái này trong Quyền Anh tôi gọi là knock out á. Đẹp quá à, răng đẹp, mặt đẹp, cái gì cũng đẹp. Bài gì hát bài gì vậy? À, bài Chuyện Thương Tình phải không? Hay là bài gì? Là... Một tháng thương tình. Thôi thôi tao chị ơi. Một tình ngày nào đã trao cho anh, giờ chỉ còn trong đêm đen. Tình ngày nào đã trao cho nhau, giờ bụng phôi phai màu. Mình em bước đi trong mưa chiều như anh. Hàng kia vắng tay tiễn đưa em về kỷ niệm. Gọi cô tới bên cũng như mây trôi, mây trôi lờ lờ, nhìn đường đời dài. Rồi đó hả? Cái câu cuối là câu chủ đề luôn á. Cảm ơn Hồng Ngọc, cảm ơn Hồng Ngọc. Ừ, cảm ơn. Em ơi, coi như là bữa nay em tọa nguyện rồi nha. Em đạt được ước mơ của mình rồi nha. Tiễn em. Mời em. Thôi đi vô. Cảm ơn Trấn Thành. Rồi, cảm ơn em. Tiễn dông lẹ nè. Bèo. Trời ơi, phụ quá trời. Thì bây giờ em mới đạt được ước mơ rồi còn muốn gì nữa. Sao tôi không có cảm giác cô này người Việt Nam nha. Cảm ơn em. Mà rõ ràng gương mặt này có làm như là bả bên si ảm hay là bên Siem Reap quá. Không, không. Không. Giống những cô gái trong phim Hồng Lâu Mộng á.
Cô này ở đâu, bên Berlin hay Shanghai rồi đó? Không phải đâu, cô ta là người Việt Nam, chẳng qua là có một cái nét đẹp nó hơi cổ kính một tí thôi. Cái mặt này mà mặc bộ đồ cô Long vô là chết người ấy. Chết rồi. Thì nếu như mà là như vậy, xõa tóc dài ra để hai cọng râu râu hai bên như râu rồng vậy nè đó. Còn đừng như bộ đồ trắng này, bây giờ này, nè. Bây giờ em tưởng tượng đây là Dương Quá đi. Em tưởng tượng là Dương Quá nè, không có tay. Giấu cái tay vô, giấu cái tay vô, giấu cái tay vô. Em quay qua, em mặt em lạnh như hồi nãy, lạnh không có cười. Rồi đó, nó quá nhì gì đâu vậy? Đó là vui rồi, thử coi. Đó. Quá nhì đi đâu vậy? Hai ba vô. Quá nhì đi đâu vậy? Cô Long mà. Quá nhì chỉ muốn đi quá giang thôi. Vậy quá nhì đi đi. Vậy là phát hiện ra cái cô bạn này là có năng khiếu đóng kịch. Quý vị yêu nhau kia nói với em rằng mỗi chiều về trời nhá nhẹ ngài lặng thầm và đi theo em. Em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đừng lo nhé, có em như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, giờ thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giang tay che mắt anh nhìn xa vời. Điều gì muốn đến, rồi thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cần ngủ mê, anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ai rằng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có ai, đoạn đường nào em đi cũng vẫn ta. Thời gian đời xin hãy trôi nhanh để em được là ở bên anh. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be. Wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be. Wanna be with you. Anh hứa để nghe. Cho em nghe rồi. Em nghe đôi lời. Anh đang ở đây. Không em có người. Mây và gió đang thay. Lời anh nhớ em. Nhớ luôn tiếng cười. Em đang rơi ngoài đời. Người xa chân trời. Hay đang ở trong vòng tay. Cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếm anh để sợ trời giang tay chị em nhổ qua em. Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cần ngủ mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi qua sẽ rất lâu. Ở đây nè. Dù làm mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau này còn có anh, một đoạn đường đem đi vang cùng anh. Giờ là gì mới chơi nhanh để em được là ở bên anh. Mình chưa nhớ đâu cũng sẽ như thế. Nhi, Nhi lẽ ra em nên là thí sinh chơi chương trình này mà ở cái mảng hát dở đó Nhi. Trời ơi Nhi, hồi nãy em solo một cái câu mà nó hợp với em ấy sợ. Đoạn đường em đi sao vắng tay. Đoạn đường em đi rồi nó bắt anh luôn. Nhi ơi, cái tính giải trí em cao lắm. Giọng hát của em là giọng hát tích cực. Tích cực. Tại vì nếu như một người nào đó nhìn vô một cái mặt người nào đó chỉ nói bạn này hát dở lắm, đó là năng lượng tiêu cực. Còn thiếu nhìn như em ta nói, y nhỏ này hát vui nè. Vui là năng lực tích cực đúng không? Đó.
Em không những em vui em còn dạng nữa đó. Em hát như vậy mà còn cái mọi người hát chung với Di thì không nào. Muốn xỉu. Đi về. Cảm ơn em nha. Cưng quá à. Hai đứa cưng lắm. Rồi. Hai đứa dễ thương một lắm. Một tràng vỗ tay dành cho cô bé của chúng ta. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi cưng quá à.